Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới nCoV gây ra, đặc biệt thời tiết những ngày này lạnh và mưa là điều kiện để virus lây lan nhanh chóng. Để bảo vệ bản thân, gia đình, người thân cũng như cộng đồng, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin do bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Văn Ngọc, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cung cấp. Thưa bác sĩ, ông có thể cho biết là bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra có những triệu chứng như thế nào và mức độ nguy hiểm của nó ra sao ạ? Triệu chứng của nó thì chỉ như một cái cúm lặng thông thường, đau đầu, ho, hắt hơi, sổ mũi, viêm long đường hô hấp trên, và sau đó là kèm theo khi mà đã có sốt rồi thì nó có thể kèm theo là đau đầu, đau mỏi cơ xương khớp. Đấy là cái triệu chứng của nó, thì nó rất đơn giản bình thường như một cái cúm lặng thông thường, cúm mùa thông thường. Dịch đã do nóng đường hô hấp thì nó khuếch tán nhanh, khuếch tán mạnh và lây theo cấp số nhân, cấp số siêu nhân nó là như thế. Cho nên là cái nguy hiểm, mức độ nguy hiểm lan rộng nó như thế. Đấy, cho nên là cái nguy hiểm nó rất cao. Khi mà cơ thể không có sức đề kháng thì gây suy phổi rất nhanh và dẫn suy thận, suy gan, suy tim và gây suy đa phổ tạng, có thể tử vong ngay trong vòng từ 3 ngày đến 14 ngày. Nếu mà không được cấp cứu điều trị kịp thời. Thưa bác sĩ, với tình hình thời tiết lạnh và khô hiện nay thì việc phòng tránh bệnh do chủng mới do virus corona gây ra thì cần phải phòng tránh như thế nào và làm thế nào để phòng tránh hiệu quả nhất ạ? Trong thời tiết lạnh 16, 17, 20, 22 độ C như hiện nay, tạo thuận lợi cho virus corona phát triển, phát sinh và bùng phát thành dịch rất lớn. Để phòng tránh được nó là người dân phải tránh tụ tập nơi đông người, không lên ra ngoài khi không cần thiết. Khi ra ngoài hoặc là đi lao động, đi làm việc, cơ quan hoặc trường học, các cháu cần phải giữ vệ sinh, có khẩu trang. Nhân dân thì cũng chỉ cần dùng cái loại khẩu trang không thường đã là phòng tránh lây lan từ những người không may nhiễm bệnh, nhiễm coronavirus. Thường xuyên nhỏ mũi, nhỏ mắt bằng các nước sắt khuẩn có kháng sinh thông thường. Phải xúc họng thường xuyên bằng các cái dung dịch có tinh dầu như là TB hoặc BS, thường xuyên tẩy rửa lau một tuần, cố gắng từ 2-3 lần các đồ vật cũng như vệ sinh lên nhà, trong nhà, nơi cửa thoáng mát, các cái cánh cửa sổ, tất cả bằng nước ra ven, nước xà phòng bình thường thông thường. Đặc biệt nữa là phải rửa tay thường xuyên bằng nước xà phòng thông thường, phải ăn chín uống sôi, phải nấu chín nấu kỹ trước khi ăn. Trong thời điểm hiện nay thì người dân có nên đi tiêm phòng cúm hay không ạ? Trong thời điểm này thì vaccine tiêm phòng cúm rất tốt, rất giá trị, nhân dân là cần phải tiêm phòng cho thời điểm này. Đó là cái phòng tốt nhất và tạo miễn dịch đề kháng. Khi mà không may có coronavirus biến chủng coronavirus mới này vào thì nó cũng hạn chế được cái gây bệnh cũng như là cái phát bệnh, cái biến chứng của bệnh. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ.